Huấn luyện viên Park Hang-seo kiến nghị AFF Cup sử dụng VAR sau trận thua Thái Lan. Trận đấu bán kết lượt đi tại AFF Cup 2021 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra với nhiều tình huống gây tranh cãi liên quan đến quyết định của trọng tài. Ở cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên Park Hang-seo ban đầu không nói nhiều về trọng tài, nhưng sau cùng cũng đưa ra góp ý. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ, các giải đấu giờ đều áp dụng VAR, trợ lý trọng tài video rồi. Chúng ta nhận được nhiều tài trợ thì cũng nên đưa VAR vào giải quyết các tình huống gây tranh cãi. Tôi rất khó xử mỗi khi phóng viên hỏi tôi về trọng tài. Tôi cũng không biết trả lời thế nào. Nếu giờ chưa áp dụng được VAR thì giải tới chúng ta áp dụng để tham khảo cho chính xác. Ở trận này, nhiều tình huống quyết liệt tiểu xảo có thể dẫn đến thẻ đỏ đã diễn ra. Một số tình huống có thể kể đến như thủ môn Chát Trai truy cản trái phép Văn Toàn ngoài vòng cấm, Theraton Bumathan giang tay vào mặt Quang Hải, Quế Ngọc Hải sút bóng vào người Supachok. Trọng tài chính điều khiển trận đấu là ông Sao Anaba mang quốc tịch Qatar. Các trợ lý của ông cũng là người Qatar và Bahrain. Đội tuyển Việt Nam đã để thua Thái Lan 0-2 vào tối ngày 23 tháng 12. Tác giả hai bàn thắng đều thuộc về Chanathip Songkrasin. Đội tuyển Thái Lan đã có thể thắng đậm hơn, nhưng Chanathip đã không thể chiến thắng nguyên mạnh trên chấm phạt đền. Kết quả này khiến tuyển Việt Nam gặp bất lợi lớn trong trận bán kết lượt về diễn ra sau đây 3 ngày vào ngày 26 tháng 12. Trận thua 0-2 trước Thái Lan cũng chấm dứt chuỗi 34 trận bất bại của huấn luyện viên Park Hang-seo với các đội tuyển ở Đông Nam Á.